đây toàn cảnh một buổi chiều tại Đại hội Giới Trẻ. Tập trung ngoài trời không nha quý vị. Ngoài giờ quý vị sẽ... Nèo trong rồi kia là mang hết ra đây là ngủ. Này giống như là nằm ở ngoài cát đồng vậy. Người trẻ là khắp bốn phương rồi. Đầu đầu cũng thấy người nha. Thank you.
giới trẻ bên thế giới về đây cắm ra chặn ngoài đường. Tối nay sẽ có cái video dân lễ để ngày mai là kết thúc đi một vòng quay giờ cho giới thiệu cho mọi người cùng xem. Ngủ la liệt rồi. Cái này có nhiều khu vực lắm nha quý vị, không phải là một khu vực đầy. Như là bãi chiến trường đưa đất cái này mà mưa cái thôi là bẩn lắm. Hy vọng là tối không bị mưa cái này đất. Trời người vẫn còn đang đi xuống đây nữa, chưa hết.
đi vào trong đây một vòng nữa. Nó bị xẹp quá trời người, khắp thế cả thế giới về tụ họp ở đây. Đây người đông không? Mỗi sắc tộc một màu áo, màu cờ khác nhau. Đội hình của nhà chúng tớ đây, đội hình của nhà chúng tớ đang mỗi người một kiểu nằm. Đây là một dãy nhà vệ sinh. Thank you.
bên giao hàng nhiều đó. Chung quanh đây các chị em hồi nãy cái trống bây giờ kéo đến đông luôn rồi. Mặt trời đang xuống đẹp lắm. Mấy chị em dọn vô cho chỗ quá trời đông luôn. Một chiều đang rước Papa Đức Giáo Hoàng vô. Thank you.
đây chiếc F18 vừa bay xong.